Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến dâng hương tưởng niệm và kiểm tra tiến độ dự án cải tạo mở rộng ghế trộn Phước Ninh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Tam Chương, quận Hải Châu. Di tích lịch sử văn hóa ghế trộn Phước Ninh được xếp hạng cấp quốc gia tại quyết định 1288 ngày 16 tháng 11 năm 1988 là nơi quy tụ thi hài các chiến sĩ và đồng bào ta đã hy sinh trong buổi đầu chống Pháp 1858-1860. Dự án cải tạo mở rộng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ghế trộn Phước Ninh là dự án được người dân rất quan tâm, đồng tình ủng hộ. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các ngành chức năng và địa phương tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp, hài hòa cảnh quan tại khu vực.